Hiếu chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe nhá. Sáng nay thì Hiếu với lại cậu Nicky đi lên rừng để tìm một ít thức ăn đấy cả nhà. Ở rừng này thì nhiều măng nên là lấy một ít măng, xem mà có một ít rau rừng về mình nấu với cái món cá nhá. Cá suối thì tối Hiếu đi đưa cái rổ mình xúc được đấy cả nhà. Tối thì có đổ mấy giọt mưa nên sáng nay ở trong rừng ẩm ướt nhá. Thì hôm nay Hiếu cùng cả nhà chúng ta sẽ đồng hành khám phá ở khu rừng này, cùng đi tìm nguồn thức ăn. Và cả nhà yêu mến Hiếu thì nhớ ủng hộ Hiếu nhé. Bây giờ cùng cả nhà chúng ta sẽ đi lên rừng nhé. Đi Nicky, đi nào. Mình lên tới đây phát hiện có một cái hầm bom đây cả nhà, hố bom này. Và đặc biệt là chỗ này cái dòng cà rừng nó về đây nó ăn nhiều, nó bới lá ra này. Đó, những cái vết bới của cà rừng nhé, rất là nhiều luôn. Đó, chỉ có cà rừng ăn nó nhiều mới bới như thế này nhé. Cả nhà xem, quanh đi đây, quanh đây chỉ có dấu ăn của cà rừng thôi. Đó, cái hố bom này. Hố bom này to. Để bữa nào lên đây mình đặt xem có gà về ăn nữa không. Thường á, cái giống gà này thì nó cứ ăn một lần xong là lâu lâu nó mới quay lại nhé. Nó không phải là ăn thường xuyên một chỗ, nó cứ đi khắp khu rừng vậy, cứ đi nơi này rồi qua nơi kia vậy đấy cả nhà. Ui, gặp một đám măng le nữa đấy. Ui, nhiều lắm, măng nhiều lắm. Mình sẽ lấy một ít măng nha, sẵn tiện mình. Đấy, cả nhà xem những cái gốc le, gốc nứa này. Cả rừng nó bới, nó ăn ở dưới đấy. Này ngon nhé cả nhà, măng này gọi là măng le. Cái măng le cả nhà nhìn cái vỏ của nó ở ngoài và cũng như là những cái cây này, nó có những cái sọc sọc đấy cả nhà. Măng này thì đặc nhá, đặc tính cái măng này nó đặc chứ nó không giống như măng nứa. Đây này. Đó. Như cái cây này thì lại là cây lổ ô nha. Ở rừng này nó có cây lổ ô với lại cây le này nó xen lẫn vào nhau, nên là dễ nhầm lẫn với cái măng lổ ô và cái măng này này. Tay Hiếu xuống cái đoạn suối ở dưới đây cả nhà, gặp một cái bụi chuối này, rất là nhiều cái bắp này luôn, nhưng mà nhỏ thôi nhé. Này chuối rừng, bắp của nó đỏ. Con ong đang đi lấy mật ở ngay cái hoa này nhé.
Cái này mình có thể lấy một vài cái về làm thức ăn nhé. Đây, họ hoa nhỏ thôi nhưng mà hoa chuối rừng này, ăn ngon. Hai cái. Chuối rừng ở đây thì cái hoa nó nhỏ nhé cả nhà. Hoa nhỏ nên là Hiếu sẽ lấy khoảng tầm 3 cái. Đó, mình lấy 3 cái. Cái hoa chuối rừng này thì nó ngon hơn cái hoa chuối nhà nhé. Nó đỡ chát hơn và cái ăn nó thơm hơn. Hiếu đang nghỉ chân ở ngay cái con suối nhỏ này. Thì có một cái phát hiện rất là bất ngờ trong cái rừng này. Đây có giống như một cái dấu tích của thời chiến tranh để lại hay là sao này. Cả nhà xem ở đây có một cái dây cáp này. Cái cáp này to lắm. Này. Để mình tìm xem nặng nhé. Mà nó phải nói là quá lâu đời luôn. Từ cái thời nào để lại đấy cả nhà. Cái sợi cáp nó đã rỉ rét rồi này. Có cái đầu mũi của nó đây. Kinh không? Có cái chỗ này là cái dấu nó bị đứt này. Cái đầu này. Đây cả nhà. Cứng nhé. Cái thép của cái cáp này nó cứng lắm. Mình sẽ đưa ra ngoài hết xem nhé, có nặng không nhé.
thế nào. Wow. Nặng nhá. Ở gần thì mình có thể đem về mình bán với chai được đấy cả nhà, nhưng mà ở trong rừng là mình đem ra ngoài được rất là khó khăn. Thứ hai nữa thì cũng chẳng bao nhiêu. Bây giờ mà đem được cái này ra này, đưa về tới nơi mà bán thì không thể đem được. Đó thì hôm nay Hiếu cũng phát hiện một cái điều đặc biệt ở trong rừng từ trước giờ. Và đặc biệt là, và một điều là khu rừng này thì lúc nãy Hiếu đi cũng gặp một cái hầm bom. Thì điều đó khiến Hiếu liên tưởng đến là cái dấu tích của thời chiến tranh. Nhưng mà nó sẽ cũng không chắc chắn được. Đó thì cả nhà cùng để lại cái ý kiến nhé. Nó ở thời chiến tranh hay là thời bình nhé cả nhà. Vì nó rỉ rét qua thời gian nó rất lâu nên mình cũng không biết được là nó vào cái thời gian nào nữa. Thôi mình lại tiếp tục nhé. Đây nhé cả nhà, đây là cái dấu mà gà ăn đấy, gà rừng. Đây này. Đó, rất nhiều luôn.
cái măng này phải nói là ngon đấy cả nhà. Măng trắng nha, không có đỏ đỏ nâu nâu giống như cái măng lỗ ô. Khi mình luộc ra này, măng trắng nón luôn, nhìn ngon không? Măng này gọi là măng le nhé, mình gọi là măng le. Dòng này thì rừng này thì khu rừng Tây Nguyên nhiều, măng le này nhiều. Đây là cái phần cá suối hồi tối Hiếu đi soi đây cả nhà. Mình đổ vào ra mình xào chung với lại hoa chuối nha. Gọi là mình nấu canh hoa chuối với lại cá. Món này thì hoa chuối thì Hiếu sẽ phi hành tỏi mình xào chín lên, xong mình bỏ cá này, cá vào nhé, đảo qua nha, với cái cá này mình không đảo nhiều là nó sẽ bị gãy cả nhà. Đó, xong là bỏ gia vị mắm muối rồi bột ngọt. Đó, tiêu một chút tiêu vào nhé. Cái này mình có thể nấu canh hoặc là mình xào qua hoa chuối này ăn cũng ngon rồi nhé, ăn cơm cũng ngon. Ngon lắm cả nhà. Cái món này thì mình xào khô, mình nấu khô thôi nhé, mình không đổ nước đâu. Hoa chuối xào đây cả nhà, xào nấu với cá nhé. Hôm nay đi rừng thì Hiếu lấy được ít măng đây cả nhà. Đó, hoa chuối nha, hoa chuối nấu với cá, cá suối đây. Đó, ở đây thì Hiếu cũng làm một phần để mời các vị thần rừng. Hôm nay thì cái phần măng này Hiếu sẽ chấm với mắm tôm nha. Mắm tôm, tỏi này, đường với lại bột ngọt vào. Đó, bây giờ Hiếu mời cả nhà cùng dùng cơm với Hiếu nhé. Còn cậu này thì Hiếu cho ăn một phần ở đây này nhé. Cũng cho ăn cá suối với cái nước thôi cả nhà, nó cũng ăn được. Cậu này đi rừng mệt nên cậu cũng ăn được. Bữa nay là nó cũng phải hơn 6 kg rồi cả nhà.
mời các vị sơn thần thổ địa, mời canh chiến sĩ đã hy sinh cũng như là những người phát mặt phát mè đây về Bình Sơn con nhé. Rồi, Hiếu mời cả nhà nhé. Có gì mà nó sủa nhỉ? Nghe chó sủa cả nhà. Hiếu mời mời các vị về dùng cơm, nghe tiếng chó sủa, biết là có các vị linh thiêng nào ở đây không? Thôi mời cả nhà nhé, mời cả nhà dùng cơm. Hiếu mình sẽ nếm thử cái món măng luộc này, chấm với mắm tôm. Sở trường của Hiếu là măng chấm mắm tôm, còn cái măng xào Hiếu cũng không thích. Hiếu chanh với ớt nha. Mắm tôm này có chanh ớt nữa là ngon. Măng ngon, không còn đắng nữa. Có hai chuối rồi kìa. Cá chuối này nó mềm, ngon lắm. Ngày ăn cơm đây cả nhà. Ở rừng này đói mình ăn cái gì cũng cảm giác ngon. Thử con cá suối xem sao nhỉ. Măng nó giòn. Hồi nãy cá suối nhiều mà mình xào á, nó cũng bị gãy nhá, không dám đảo luôn đấy cả nhà. Cái này mình ngâm qua hai nước nha, mình rửa kỹ là nó bớt đi cái chất xơ cũng như là cái vị chát của cái hoa chuối. Cái măng mà mình luộc để chấm ăn thì mình cứ chẻ tư cái măng ra cả nhà, tùy cái măng to nhỏ nhá, mình cứ chẻ dọc như này luộc ăn nó ngon, cảm giác ngon. Mình luộc kỹ này là không nghe một cái vị đắng gì luôn. Chắc là Hiếu sẽ dừng video ngày hôm nay tại đây để Hiếu ra ngoài để sửa cái mic đã cả nhà nhé. Vì cái mic của Hiếu là mic thu âm á, hôm nay không có xài được. Tức là những cái video gần đây thì mic bị trục trặc, mình cũng không biết lỗi đâu, mà hôm nay thì cắm mic vào mình thử đi thử lại nhé, mà âm thanh không có thu vào được, nên là xác định là cái mic đã bị hư rồi cả nhà. Nên là Hiếu sẽ phải về để mình xem cái mic còn sửa được không nhé. Thì video hôm nay Hiếu cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành chút thời gian quý báu để xem video của Hiếu nãy giờ. Bây giờ thì Hiếu xin được chào, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.